Thằng kia! Này! Mày làm gì ở ruộng nhà tao đấy? Thằng kia! Mày rình mò gì ở ruộng nhà tao? Mày trốn cá ở đây đấy à? Thì sao? Làm cái gì cũng phải có bài bản. Không thể cứ chôn là chôn được đâu. Tao không khiến mày quan tâm đến chuyện của tao. Thích ra vẻ đi đi chỗ khác. Đã rốt lại còn bảo thủ. Mày như thế không khá ác lên. Này, có thấy bên ruộng nhà Lợi có cái mùi gì thối thối tanh tanh không? Mùi cá chết đấy. Hôm qua nó chôn cá xuống đấy. Chôn cá xuống đất làm gì? Để làm phân bón. Ờ. Thật ra thì biện pháp đấy cũng tốt. Nhưng mà muốn có hiệu quả và không gây hại với môi trường thì phải kết hợp với men vi sinh, chôn đủ sâu, rắc với bột lên nữa. Thế chắc ông cháu đi hóng ở đâu nhưng mà lại hóng trượt làm không tới. Giống kiểu như là đau bụng đi uống nhân sâm ấy. Mày làm cái gì mà mùi khiếp thế? Nhức hết cả đầu đấy này. Đấy. Làm gì có mùi gì? Có ai ngửi mùi gì đâu. Mày không ngửi thấy gì mà còn hỏi hả ông tướng? Thì mùi phân bón chứ mùi gì ạ? Phân bón gì mà thối lên thế? Định đầu đầu cả cái làng này đấy à? Làm gì ấy thì cũng phải có ý một tí chứ. Lần trước thì đã thuốc diệt cỏ, làm chết bao nhiêu cây của nhà người ta. Giờ thì lại thối lên như thế, ai mà chịu được? Chỉ a dua đua đòi. Thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào, phá chứ làm được cái gì? Thật. Tự nhiên thì lại hữu với trà cờ, rách việc. Để xem rồi có làm được cái trò trống gì không. Thôi thôi thôi, chúng ta không biết đâu. Mày làm thế nào giải quyết đi, cả làng này không chịu được cái mùi này đâu. Thôi thôi thôi, được rồi. Các bà nói ít thôi. Các bà đi làm đi, tôi giải quyết được chưa? Nhớ cái mồm mày hứa đấy nhá. Mày nhớ cái mồm mày đấy. Này, các cô ấy nói cũng có ý đúng. Sao thái độ của mày buồn cười thế? Không phải việc của mày. Không phải việc của tao. Nhưng mày nghĩ xem cái mùi hôi thôi đấy có ảnh hưởng đến bọn tao không? Làm cái gì cũng không đến nơi đến chốn. Tinh vi, giấu dốt. Thôi. Là mày chơi đều tao đúng không? Ông nói linh tinh cái gì đấy à? Chỉ có mình mày biết tao chôn cá ở ruộng. Là mày cố tình đào lên để cho nó bốc mùi, cho các bà chửi mà tao chứ gì. Này, mày nghĩ mày là ai mà tao phải chơi đều mày hả? Mày vừa phá hoại công việc của tao, vừa để cho cả làng chửi vào mặt tao. Một mũi tên trúng hai đích. Tao thấy sợ dần mày rồi đấy, thằng đều. Mày nói cho cẩn thận nha, đừng có vu oan giáo họa cho người khác. Không mày, thì ai biết mà đào lên. Ngày hôm qua, chính mắt tao trông thấy, chính tai tao nghe được những lời khiêu khích của mày. Mày thì cái gì cũng giỏi rồi, lên được cả tivi cơ mà. Thằng kỹ sư dởm. Thôi, đi về đi. Đứng lại, nói cho xong đi đã. Ông thôi đi, định làm loạn đấy à? Vô lý nó vừa vừa đấy chứ. Trong mắt bà, tôi đã bao giờ có lý đâu. Thôi Thanh, nói chuyện với thằng đầu bò này vô ích mà. Mày bảo ai đầu bò cơ? Thằng này, chó. Thôi, lợn, lợn. Nghĩa thôi. Nào, đi về. Ông thôi ngay đi. Về.